Em xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy chim đêm trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì em chuẩn bị hàng cho mùa di cư sắp tới của năm 2023. Thì em sẽ đi chi tiết từng loại lưới để anh em biết rõ về thông số về cả sợi các bác nhá. Đây, hiện tại nhà em đây đang chuẩn bị cái loại lưới rẽ nhá. Lưới rẽ của tháng 7 sắp tới đấy. Nó sẽ di cư đấy thì nhà em làm cho anh em đây. Hiện tại đây nhá. Cái lưới này này là của nó là 4 dây 3 túi nha các bác nhá. 4 dây 3 túi, sợi 15. Đấy, sợi 15 nhá. Đấy, đây là của nó là 100 mét này. Đấy, 100 mét nha các bác nhá. 100 mét. Đấy. Chạy dây nói chung là chống thiết chống gió ok hết mà mắt không xê mắt luôn nhá, đảm bảo không xê mắt nhá. Mắt 8 phân sợi 15 các bác nhá. Nhìn này các bác này. Đấy, ok nhá. Đánh ngày lẫn đêm thoải mái luôn nhá. Tạo độ tàng hình cao luôn các bác ạ. Đấy, đây này, dòng này nhá. Đấy, là 100 mét. À, chia của nó là 5 5 cọc nhá các bác nhá. 100 mét là 5 cọc. Đấy. Chia khoang chia túi ok hết rồi các bác nhá. Các bác về chỉ việc coi như đưa lên sào là đánh thôi. Đấy. Ở đây. Cái loại này nhá, cái loại này là 50 mét này. Đấy, 50 mét một cũng 4 dây 3 túi các bác nhá, 4 dây 3 túi. Đấy, 50 mét. Cũng mắt 8 phân sợi 15 nha các bác nhá. Đấy, các bác nào cần thì nhu cầu loại cao 5 dây 4 túi hoặc 2 dây 3 dây 2 túi đều được nha các bác nhá. Em nhà em làm lưới làm theo yêu cầu luôn các bác. Còn đây lưới vạc đây. Lưới vạc đây nha các bác nhá. Lưới dài 100 mét này. Đấy. Để anh em đánh vạc di cư nhá. Di cư sắp tới đấy. Đây cũng dài 100 mét này. Cái này của nó là cũng 4 dây 3 túi nha các bác nhá. Đấy, là sợi 20, mắt 12 phân. Sợi 20 nha các bác nhá. Bảo hành không xê mắt luôn cho các bác nhá. Lỗi một đổi một luôn. Đấy. Dài 100 mét. Đấy, 4 dây 3 túi các bác nhá. Ok, hàng hải lợi luôn nha các bác nhá. Lưới chuẩn chỉ chuẩn luôn đấy các bác ạ. Bác nào cần nhu cầu thì đây hàng 100 mét này. 50 mét đây. 50 mét đây nha các bác nhá. Đấy, 50 mét một. Đấy, còn hàng lưới chim đêm đây. Anh em nào hàng lưới chim đêm đây. Hàng 100 mét nhá. Loại 5 loại 7 phân, 8 phân đều có nha các bác nhá. Các bác là loại 50 phân dài 100 mét. Đều có hết, em sẽ làm cho các bác theo yêu cầu của các bác luôn. Bác nào cần loại lưới gì thì em sẽ cung cấp cho bác loại lưới đó. Đấy, nhà em thì đầy đủ phụ kiện bẫy chim luôn, dành riêng cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì cần loại gì thì em cung cấp cho loại đó, làm theo yêu cầu của các bác luôn. Nhá. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh cho em nhé. Em cũng chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo ạ.